hello xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số đường bóng cơ bản nói đến những đường bóng cơ bản thì nhiều bạn hiểu nhầm rằng những đường bóng cơ bản là những đường bóng dễ nhưng mà thực ra những đường bóng cơ bản không phải là những đường bóng dễ mà những đường bóng cơ bản là những cái đường bóng mà rất hay gặp ở trong các trận đấu nhé đấy nếu mà chúng ta đánh được những cái đường bóng cơ bản này nhuần nhuyễn thì khi vào trận đấu thì chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều cái đường bóng như thế này nhé ok bây giờ các bạn theo dõi video của mình để biết những đường bóng nào gọi là đường bóng cơ bản nhá. Rồi bây giờ chúng ta đến với vị trí đầu tiên Bóng 9 ở vị trí này và bóng cái ở vị trí này Thì ở cái con này thì chúng ta sẽ đánh vào giữa tâm bóng nhé Và đánh bóng 9 vào lỗ 10 như này đấy. Đối với cái con này thì mình nghĩ là cái con này nó cũng không phải là dễ Mà cũng không phải là khó Bởi vì con này nó gọi là những đường bóng cơ bản Thì những cái con như này thì chúng ta chỉ cần đánh thật chính xác là nó sẽ vào thôi khi mà các bạn đánh thì các bạn cố gắng là nhớ là chúng ta sẽ đánh xuyên qua quả bóng và khi đánh xong gậy để nguyên vị trí và một lúc sau thì chúng ta mới đứng lên nhá. Khi mà quả bóng cái nó đã chạm được vào cái quả bóng mục tiêu rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới đứng lên tốt nhất là như thế. Cứ xếp lên và đánh, đánh thật nhuần nhuyễn cái con này. Mỗi cú đánh này thì mình sẽ đánh trong khoảng 10 15 quả. Các bạn cố gắng là đánh thật là chậm rãi và các cú đánh lực nó phải đều nhau nhá lực của cú này thì sẽ giống lực của cú sau. Rồi, khi mà chúng ta đánh xong bên này thì chúng ta lại đánh sang bên vị trí bên tay trái. Rồi, chúng ta đến trường hợp tiếp theo, bóng cái ở vị trí lỗ 10 và bóng 9 ở gần lỗ cuối và chúng ta sẽ xếp bóng mục tiêu cách bằng 3 quả bóng nhé. Như này. Và con này chúng ta sẽ đánh cắm cái xuống một chút nhé. Lực gần 2, đánh dứt khoát và gậy giữ nguyên vị trí. Đây các bạn xem ở cái góc độ này nhé. Đánh thấp gậy và đánh dứt khoát. Gậy khi đánh xong giữ nguyên vị trí như này. Ở vị trí này thì các bạn thấy là bóng chín nó gần ở cửa lỗ đúng không? nhưng mà nếu mà chúng ta mà chưa từng tập con này ấy, thì theo mình nghĩ là cái con này tương đối là khó hồi xưa mình cứ nghĩ là những cái con nó gần cửa lỗ thì sẽ là những con dễ nhưng mà thực ra những cái con gần cửa lỗ thì chưa chắc nó đã là dễ vì các cái con này nó ở các cái góc độ mà mình ít khi gặp thì khi mà mình gặp nó thì mình sẽ đánh không chắc chắn và sẽ bị trượt đấy là điều đương nhiên nhá không phải là mình không đánh được mà là do mình chưa tập thôi nên là các bạn phải tập những cái con này nhá rồi đến với trường hợp tiếp theo bi chín ở gần cuối bi cái ở vị trí xuất phát và con này chúng ta đặt gậy ở giữa tâm bi đánh lực cũng như thế cũng gần đến hai các cái bài cơ bản này thì chúng ta cần tập rất là nhiều và hầu như lần nào tập chúng ta cũng nên tập các cái bài cơ bản này đấy các bạn cứ tập theo mình ấy là, là cứ xếp bóng đi xếp bóng lại và đánh lúc đầu thì mình sẽ đánh trượt rất là nhiều nhá nhưng mà về sau khi mà tập quen rồi ấy thì những cái đường bóng này thì tương đối là dễ bởi vì mình đã tập rồi bình thường mà mình không tập các cái đường bóng này ấy thì những cái cú xa này thì rất là khó và mình không biết là mình có thể đánh nước vào hay là không nhìn nó ở gần cửa lỗ như thế thôi nhưng mà thực ra là những cái cú này đánh rất là khó nếu mà chúng ta không được tập luyện thường xuyên Ví dụ như là chúng ta đã tập luyện thường xuyên rồi thì khi mà nhìn thấy cái cú này thì chúng ta biết ngay là à, cái cú này thì chúng ta có thể đánh được vào. Chứ chúng ta không còn phải nghĩ ngợi là có thể đánh vào và có thể không đánh vào. Tập cái bài này thì chúng ta phải chạy đi chạy lại hơi bị nhiều bởi vì là cứ phải xếp bóng như thế này. Nếu mà ví dụ chúng ta tập có hai người ấy, thì nó sẽ dễ tập hơn là một người sẽ xếp bóng và một người chỉ có tập thôi. Xong rồi chúng ta đổi lần lượt cho nhau Tập như thế thì chúng ta sẽ có động lực tập hơn Nếu mà các bạn tìm được một cái người nào mà phù hợp với mình để mà tập chung ấy Thì là như thế là tốt nhất Như thế thì thì mình sẽ phần đấu là mình sẽ tập được hơn cái người bạn của mình đấy Và người bạn của mình người ta cũng có cái mục tiêu để người ta phần đấu là sẽ tập hơn bạn Như thế thì hai người tập cho nhau thì rất là tốt rồi bây giờ chúng ta đến với trường hợp tiếp theo là chúng ta sẽ xẻ quả bóng mục tiêu vào lỗ giữa như thế này và con này chúng ta sẽ đánh ở giữa tâm bi lực thì một rưỡi đấy cái đường bóng nó như thế này các bạn nhớ là đánh xuyên qua quả bóng và giữ nguyên vị trí tay nhá rồi bây giờ chúng ta lại đánh ở bên này các bạn chú ý tay mình nhá khi mà mình đánh này thì mình phải đợi cái quả bóng mục tiêu nó vào lỗ xong mình mới bắt đầu đứng dậy đấy như thế rồi bây giờ chúng ta lại đổi bên Cứ đánh một cú bên này Xong lại đánh một cú ở bên kia nhá đấy, Nhiều bạn cứ hỏi là Thế mình nên tập những cái bài nào Thì đây, đây là những cái bài tập cực kỳ là đơn giản Mà mình hay tập nhá Nếu mà các bạn tập mà các bạn đánh bị trượt nhiều ấy, Thì các bạn đừng có nản Bởi vì là chúng ta trượt càng nhiều Thì chúng ta sẽ rút được càng nhiều kinh nghiệm Trượt nhiều rồi thì về sau chúng ta mới có thể đánh được chúng nhiều nhá Đấy là một cái điều rất là đương nhiên Lúc đầu mình đánh cái con này Mình cũng trượt rất là nhiều đấy Nên khi các bạn đánh trượt thì thì các bạn đừng có nản, không phải là mình không đánh được bởi vì là những cái con này mình chưa được tập thôi. Rồi, chúng ta đến với trường hợp tiếp theo là chúng ta sẽ đánh bi mục tiêu vào hai lỗ cuối. Ở những cái cú đánh này thì chúng ta tập được đánh những cú đánh thẳng thường thì những cái cú đánh thẳng thì thường là khó hơn những cái cú đánh nó hơi lệch lệch nhiều bạn nghĩ là những cái cú đánh thẳng này thì cực kỳ là dễ nhưng mà thực ra là những cái cú đánh thẳng này là khó bởi vì trong ba chúng ta chỉ cần đánh thẳng được là chúng ta sẽ đánh được tất cả những con khác vào lỗ trong ba là tất cả những cái cú đánh của chúng ta đều giống nhau tất cả các cú đánh đều là những cú đánh thẳng chỉ cần chọc gậy thẳng và quả bóng nó phải chạy thẳng về phía trước đấy nếu mà chúng ta luyện được cái bài này thẳng tắp thì là những cái bài khác thì cực kỳ là dễ và đơn giản rồi khi mà đánh xong cái lỗ bên kia thì chúng ta lại tiếp tục đánh vào cái lỗ bên này. Cũng tương tự như những cái cú đánh vừa rồi là chúng ta cứ cố gắng đánh thẳng và chúng ta cố gắng là đánh tất cả các cú đánh nó giống nhau nhé. Cái cú này thì mình đã đánh cắm cái xuống để bóng gần như là đứng im. Đấy, các bạn cứ đặt lên này thôi. Đây là những cái bài tập mà mình tập luyện thường xuyên. Mình chỉ tập luyện những cái bài cực kỳ đơn giản như này thôi. Chứ mình không tập luyện những cái bài phức tạp nhé những cái bài phức tạp ấy thì mình không nên tập mình chỉ tập những cái bài rất là cơ bản như thế này thôi thì khi vào trận đấu thì chúng ta sẽ gặp cực kỳ nhiều những cái bài cơ bản như này những cái đường bóng cơ bản này còn vào trận đấu mà gặp những cái con khó ấy thì tốt nhất là chúng ta nên chạy đạn những người đánh giỏi thì người ta sẽ không đánh những cái bi khó và người ta sẽ chạy đạn thôi và người ta điều cái để người ta đánh được những cái con kiểu như này này cứ thẳng tắp vào lỗ như này này hoặc hơi lệch một tí đấy thì tại sao mình phải tập đánh những con khó đúng không mình chỉ tập những cái con cực dễ như này và mình tập điều cái để đánh được những cái con dễ như này rồi sau khi chúng ta đã tập đánh vào hai lỗ cuối rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tập đánh vào hai lỗ giữa thì nhiều bạn bảo là tại sao mình đánh vào lỗ giữa nó toàn bị trượt thôi bởi vì là các bạn chưa tập thì ở cái bài này thì chúng ta sẽ tập đánh thẳng vào lỗ giữa sau khi tập những cái bài đánh vào lỗ giữa như này rồi thì các bạn sẽ có cái cảm giác hơn về cái lỗ giữa và sẽ không cái sợ cái lỗ giữa nữa có nhiều bạn cứ đánh vào lỗ giữa là sẽ trượt mặc dù những cái con cực kỳ là dễ thì các bạn tập là tập cả hai lỗ hai lỗ giữa tập hết lỗ bên này rồi thì chúng ta lại tập lỗ bên kia bởi vì mỗi một bên lỗ thì nó sẽ cho chúng ta những cái cảm giác khác nhau nhá chứ nó không giống nhau đâu các bạn thử thì sẽ biết rồi chúng ta đến với trường hợp tiếp theo Bóng 9 gần ở sát băng và bóng cái ở vị trí số 2 Và chúng ta sẽ chặt băng như này Các bạn xem nhé Đấy, như này thôi và chúng ta hơi cắm cái xuống một tí để cho nó giật lại ở các cái bài tập cơ bản này thì các bạn có thể để gậy ở tâm bóng hoặc là thấp xuống để trô lại hoặc là cu lê ở cái bài này thì mình đã đánh là thấp bóng nhé các bạn chú ý là các cú đánh phải giống nhau nhé Kể cả chúng ta đặt bóng nó cũng phải giống nhau Tất cả các động tác đều giống nhau hết Đi lại hay là cầm gậy Tất cả đều giống nhau Các bạn làm nào để chúng ta tập được một cái nhịp điệu Ở trong trận đấu nhé Không có những lúc là chúng ta hấp tấp Những lúc chúng ta lại chậm chạp Như thế thì cũng làm cho cơ của chúng ta thay đổi Chẳng hạn như các bạn đi vòng quanh bàn ấy Thì các bạn cũng phải đi đúng cái nhịp Mà các bạn hay đi nhé Nhiều lúc mình lại đi nhanh quá Nhiều lúc mình lại đi chậm quá thế nên là các bạn phải chú ý là phải đi đúng nhịp nữa chắc chắn là nói đến đây thì nhiều bạn nghĩ là làm gì có cái chuyện là phải đi đúng nhịp nữa đúng không nhưng mà các bạn hãy thử làm theo cái cách mình nói đi thì các bạn sẽ thấy hiệu quả cực kỳ rồi video những đường tập cơ bản phần 1 này đến đây là hết nhá Và các bạn về các bạn cố gắng tập luyện những cái đường này thật nhuần nhuyễn nhá Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau những đường cơ bản phần 2 Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình thật nhanh để đón nhận được những video mới nhất nhá Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo Xin chào